Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, công ty cổ phần Vinhomes, mã chứng khoán VHM vừa công bố kết quả phát hành lô trái phiếu trị giá 2.500 tỷ đồng. Cụ thể, VHM phát hành lô trái phiếu VHMB 2426006 vào ngày 27 tháng 6, 2024 và hoàn tất ngay sau đó một ngày. Khối lượng 25.000 trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá là 100 triệu đồng, tổng giá trị 2.500 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn tối đa 24 tháng, ngày đáo hạn vào 27 tháng 6 năm 2026. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và có lãi suất cố định 12% một năm.